Rồi, mời Giai ngồi. Trời ơi, ngồi đi cưng. Dễ thương quá à. Rồi, nào, giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, thưa anh Quyền Linh. Nghe nha. Chị Hồng Vân. Rồi. Em tên là Võ Văn Phụng, năm nay 31 tuổi. Hiện nay đang là công tác tại đại đội 4, tiểu đoàn 4, trung đoàn 2, sư đoàn 9, thành phố Hồ Chí Minh, quê quán em ở Bến Tre. Em đang mang quân hàm gì? Dạ, em đang mang quân hàm là thượng úy. Rồi, em giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, chào tất cả mọi người đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay và tất cả khán giả gần xa đang xem chương trình của đài. Thì em là Nguyễn Thị Thảo, em 29 tuổi, hiện tại là em là giáo viên mầm non và em đang công tác ở một trường quốc tế thuộc khu vực quận 7. Cô giáo mà lấy bộ đội thì quá tuyệt vời rồi ha. 29 với 31 cũng được lắm á Linh. Cũng hợp luôn á. Ừ. Dạ. Em có thích người yêu mình là bộ đội không? Dạ em rất thích, cho là bởi vì em thích một cái sự nghiêm túc, một sự chuẩn mực về đạo đức, về tác phong. Em cảm thấy rất là hài lòng về điều đó. Bây giờ đàn gái cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì em là một người con của gia đình. Em là một người rất biết quan tâm và lo lắng cho người thân. Đặc biệt là em chăm sóc trẻ con và chăm sóc cho người lớn tuổi rất tốt ạ. Là một người rất là tôn trọng thời gian và em luôn giữ lời hứa của mình. Thì bên cạnh thì em sẽ có những cái điểm yếu, đó là em đang phấn khởi với một điều gì đó thì có thể là em sẽ nói chuyện hơi nhanh. Em có cái tài lẻ sở trường gì không? Ví dụ như hát hò, nhảy múa. Em thì không phải là sở trường gì lắm, nhưng mà em cũng rất là thích hát và thích làm thơ. Thích tạo ra những sự bất ngờ dành cho những người, nhất là những người thân yêu của em. Tức là em lãng mạn đó phải không? Dạ. Thôi, bên đàn trai. Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc, ít uống rượu. Đặc biệt là làm việc tới nơi tới chốn, nói là đã làm. Sống thì giản dị, lạc quan. Khuyết điểm của em là ít nấu ăn hay là sống nội tâm tình cảm. Bên nhà trai tâm sự thì em có đồng cảm không? Em cảm thấy rất là hài lòng ở một cái ý là anh nói đi đôi với làm á. Bởi vì em là một người rất là giữ uy tín. Bây giờ em phải nói chút xíu về đường tình duyên của mình đi em trai. Báo cáo anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, toàn thể quý vị khán giả, đường tình duyên của em trắc trở. Thì khi đến 18 tuổi thì em vào quân đội, thì môi trường ở đây thì lẹn lẹn tôi, con người của em là trưởng thành hơn. Nhưng mà so với đó thì mối quan hệ của em thì với bạn nữ bên ngoài rất là thiếu thốn. Thứ hai nữa là nghề bộ đội là cái hy sinh nhiều cống hiến, mà lại cần một người phụ nữ đi tìm hiểu với mình rất là khó. Nhưng mà đó giờ em có trải qua mối tình nào không? Dạ có anh, có hai mối tình. Dạ có hai mối tình. Hai mối tình, mối tình dài nhất là mấy năm? Chắc khoảng một năm. Người ta yêu em mà em không biết. Đến lúc mà mình nhận ra thì mình đã, ta đã đi lấy chồng rồi. Ủa gì đâu có sự chia tay đâu, đúng không? Dạ. Trời, mối tình gì lạ vậy? Cái đó không có tính, cái đó không có tính được. Không có tính mối tình được. Dạ. Đến mối tình thứ nhì đi. Dạ, mối tình thứ nhì thì em theo đuổi người ta nhưng mà người ta không thương em. Trời ơi, tội nghiệp không? Thiệt, ông trái ngang dữ vậy trời. Hai mối tình gì đâu mà nó cạn kiệt, không có yêu được chơi vậy. Em sao em? Dạ em cũng đã trải qua ba mối tình. Dài nhất và sâu đậm của em thì trải dài 5 năm. Thì có một lần anh quyết định là phải đi lao động hợp tác ở nước ngoài. Nói thì khi đi lao động hợp tác nước ngoài thì có một cái lý do của anh, và anh đã kết hôn và đã có gia đình, hiện cũng đang sinh sống ở ngoài nước ngoài. Hai năm sau thì em mới quen với lại một người. Bao nhiêu lâu? Quen được bao nhiêu lâu? Dạ 3 năm. Dạ. Trời ơi, em cũng bền bỉ quá ha. Dạ. Rồi mối tình thứ ba? Dạ, mối tình thứ ba là cũng gần 3 năm vậy. Vậy mà không đến được với mấy năm rồi đó. Bên đây là gần như không năm nào hết. Gần như không có. Hai bên đối nghịch với nhau. Dạ. Còn chú ráng nha chú. Dạ. Hai cái mối kia nó lãng hòm mà. Bây giờ chú có tưởng tượng là cái người yêu của chú phải giống ai không? Có cái mẫu hình, mẫu lý tưởng nào không? Em không có thần tượng ai hết. Người đó là một, thứ nhất là phải là mắt kiến. Thứ hai là phải là cao hơn em một cái đầu. Về lẫn nghĩa đen, nghĩa bóng, phải trình độ phải là cao hơn em. Tại vì mới chỉ huy. Thứ hai là có sự bồi dưỡng cho em để tốt. Thì cái nhận thức có thể giúp đỡ em trong công việc. Sao em thích người yêu đeo mắt kiến? Thể hiện cái sự tri thức. Trời ơi, có người đâu có trí thức đâu mà ta vẫn đeo mắt kiến. Nó là người bị cận, nó khác. Thôi chào chị, để mình nói cho bà nghe. Cầu dạ. Được ước thấy đó, ước dạ. Đi mắt kiến, có một cặp mắt kiến rồi, một cái hơn một cái đầu thì người ta là giáo viên đó, kiến thức người ta cũng rộng rãi đó. Rồi chiều cao nhiêu nè? Chiều cao là không em quan trọng, nhưng mà cái người phụ nữ này phải biết là cách cư xử cho nó lễ phép giữa hai bên gia đình, khéo léo và tế nhị. Em rất thích là tính rất là kỹ.
Em có thích làn da bánh mật như em không? Da sao cũng được chị ơi, không có quan trọng màu da. Thương ghê không? Sao không có da thôi. Lỡ cái mặt mụn không rồi sao? Thì về nữa mua kem trị mụn mới mốt hết mụn chứ là phải tiếp. Thấy thương không? Còn em sao? Em muốn cái người yêu của em mà cao nhiêu nè? Chiều cao, càng cao hay càng tốt thôi. Anh thấy á, nãy giờ những cái ý kiến của em đưa ra là bên đây có đầy đủ phẩm chất hết. Trời, cô giáo dễ thương quá. Đó, bởi vì đem mắt kiến vô đúng là đẹp luôn á. Ông đó ông cầu được ước thấy đó đúng. Bởi vì ông trời thương em á. Hai cái mối tình lãng nhất của em bây giờ hy vọng mối tình thứ ba nó có cái sự mà giao thoa qua lại đúng không? Anh thấy được đó. Đàn trai đi với ai vậy? Dạ, đây. Báo cáo anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân, thì em đi với thủ trưởng cơ quan của em, và đặc biệt là đồng chí tiểu trưởng Nguyễn Đức Dẫn và ba rồi của em, và cùng toàn thể tất cả toàn thể chiến sĩ. Thưa anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Dạ. Tôi đến từ Bến Tre đi hồi 2 giờ đêm tới, 8 giờ rưỡi mới đến đây. Mà ở đây giờ xin cảm ơn hết anh chị em khán giả với chị Quyền Linh với anh Hồng Vân. Giờ không biết nói gì hơn nữa. Tôi giờ cũng mừng. Hồi xưa thì mẹ nó sanh đẻ, mà khi mà nó sanh đẻ trưởng thành lên thì nó con của nhà nước rồi, nó đi ra đi khỏi nhà nay là 12, 13 năm rồi. Nó thương ai này thì tôi chịu nấy, tôi cũng không biết sao. Dạ. Dạ, cô giáo cũng đẹp. Đó, nghe chưa đồng chí? Dạ nghe chị ơi. Xin hết. Dạ, cảm ơn bác ạ. Bà chị Quy à, chị Quy có ý kiến đi. Thưa anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, thì tôi là Nguyễn Đức Dưỡng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4, tiểu đoàn của đồng chí Phụng. Thì đầu tiên là chỗ đồng chí Phụng là ở với tôi cũng rất là lâu rồi. Riêng đồng chí Phụng thì tính tình rất là vui vẻ như anh chị thấy rồi. Vui vẻ hòa đồng. Vừa rồi đồng chí Phụng nói làm đến đâu là đến nơi đến chốn. Cô giáo thì tôi thấy thứ nhất là rất là xinh đẹp, trình độ học thức như vậy cũng rất là tốt. Trước khi mà đi tham gia chương trình thì chúng tôi có giao nhiệm vụ là hôm nay đồng chí Phụng phải kiếm về cho tiểu đoàn 4 một cô con dâu. Đó, qua chương trình này thì cũng mong là bước đầu để cho hai người tìm hiểu, và hy vọng là sau này tiểu đoàn 4 sẽ có một người con dâu giống như cô giáo ngày hôm nay. Đó, cô giáo duyên đúng không? Bên đàn gái này đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đến đây là nhất là có cô quản lý cơ quan em, 7 cô tiên xinh đẹp ở trường em đến ủng hộ cho em ạ. Trời ơi. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Chào hai bạn Thảo và Phụng. Thì em tên là Trần Thị Kim Xuyến, thì đang phụ trách công tác chuyên môn của nhà trường. Trong công việc, Thảo là một cô giáo rất là hiền lành và chịu khó học hỏi. Về phía bạn trai thì mình có một vài nhận xét là bạn rất là chững chạc, cao ráo. Thì cũng mong là hôm nay hai em sẽ nhấn nút cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Em xin hết. Rồi, cảm ơn bạn gái. Cô giáo nói chuyện hay quá, thực sự luôn á. Thôi bây giờ đã đến giờ phút hai bên gặp nhau rồi. Hai con tim có cùng chung nhịp đập hay không nhá. Mở rào. Tặng quà nào, đứng lên tặng quà nào. Dạ em chào anh. Dạ chào em. Dạ. Anh có ngày này anh tặng em một món quà thật ý nghĩa. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều và em cảm thấy rất là hạnh phúc. Và bây giờ em xin phép em để quà xuống đây. Đây chị giúp. Nhân dịp kỷ niệm ngày hôm nay, ngày 29 năm chúng ta gặp nhau. Dạ. Thì em có món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. À, mà anh thấy cái chữ gì không? Anh đọc đi. Thấy chữ I love you. 3 từ 9 chữ một ý nghĩa. Anh yêu em. À. Cảm ơn em, anh đang cần đây. Dạ, điều đó chính là anh phép em. Anh có thích món quà nào không? Dạ? Quá thích luôn. Thích dạ. Không biết bao nhiêu. Dạ, bây giờ thế em, nào? Dạ, em có thể đeo cho anh không? Dạ. Được. Dạ. Anh sẵn sàng. Mình ngồi ganh tị với cái tình yêu này luôn á, thực sự. Em chưa có biết liền đeo sao nữa. Coi như là họ quên mình luôn á. Thôi. Em lần đầu tiên em đeo đồng hồ. Không gian này của họ. Em không có được chuyên nghiệp. Chị nè, bạn con gái này rất là chu đáo, em không biết như thế nào diễn tả được hết. Bởi vì thôi bây giờ chị với anh Linh tạm ngủ chút xíu nha, tụi em cứ làm gì làm đi mà nha. Anh có biết ý nghĩa của món quà em tặng cho anh? Anh biết, em rất quý trọng thời gian, anh cũng quý trọng thời gian, mong cho hai đứa mình sẽ tìm đến chung một cơ hội với nhau. Dạ, em nói chuyện rất hay ạ. Nhưng mà thứ nhất là em thì một người rất là quý trọng thời gian, thì em chỉ có mong muốn thôi anh sẽ dành những cái thời gian quý báu nhất của anh
dành nhiều nhất có thể theo khả năng để anh dành cho những người mà anh yêu thương nhất ạ. Nhưng mà anh thấy cái đồng hồ này nó hơi bị rộng đúng không anh? Đúng rồi, hơi bị rộng. Thì cái đồng hồ này nó mới thì nó hơi bị rộng, nhưng mà anh chỉnh sửa anh cắt á thì nó sẽ vừa và nó sẽ đẹp. Em với anh mới quen nhau á thì mình cũng chưa có hiểu nhiều, thì sau thời gian khi mà mình tìm hiểu nhau, mình sẽ chia sẻ rồi mình sẽ quan tâm thì mình sẽ chỉnh sửa và nó sẽ rất là tốt hơn. Cảm ơn món quà vô giá của em đã dành cho anh. Em thật là quý giá biết bao. Em sẽ để món quà này không cho ai lấy cái đồng hồ này. Chị đồng ý với quan điểm của em. Em trên bó hoa có cái tấm thiệp gì đó lấy tặng bạn gái luôn đi. Báo cáo em là món quà này thì ngày tôi, okay. Thì món quà này em món quà tâm huyết của em nhất là em vô thành phố vào Hồ Chí Minh ngày hôm qua để tặng món quà này. Dù biết thời gian rất là quan trọng nhưng mà công việc hay là thể hiện sự tấm chân thành của anh đối với em. Mua quà ngày hôm qua nó cũng báo cáo nữa. Anh ơi, anh đập trước em đi anh, mình đập chung đi anh. Rồi, phụ nữ không phải để hiểu mà là để yêu. Nhận nhiều yêu thương trong đó có anh, đó là Hoàng Phụng. Trời ơi, thấy thương. Dạ, tiếp đây thì dạ em cảm ơn anh. Khi đến với trường quay thì mẹ em điều kiện cũng ở xa, mẹ em không đến được. Nhưng mà mẹ em đã gửi một cái tình cảm, đó chính là một bài thơ do mẹ em tự sáng tác ra. Mẹ em nói là hôm nay phải em phải dành tặng cho anh. Đọc cho chàng trai đó nghe đi. Phụng thảo đẹp mãi duyên tơ, không hẹn mà chờ hạnh phúc từ đây. Duyên sẽ thấm tình bền như đá, hạnh phúc này đẹp mãi hai ta. Xin hết ạ. Để đối đáp lại gia đình nhà gái, anh cũng có tài lẻ bài hát và một bài thơ. Có hát hết luôn. Đã yêu hết mình. Cho một đồng hồ tay thật to đi mọi người. Tại như kênh là để cái đồng hồ này nó lỏng quá, tay em nó không có mất tự nhiên quá thì dạ. Anh thông cảm cho em nha. Mình về thì mình sẽ chỉnh sửa sau ha. Hai đứa làm luôn đi chương trình được của hai đứa luôn đó. Hai đứa tự nhiên đi không sao chứ á. Dạ. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con tiền không còn theo sóng, con tiền không còn xa bến, mai xa mù khơi. Phố xa đêm đông người, đêm tình yêu dưới chân, thấp thoáng đôi bao nhân tình đang đổ vui đắm say. Thì thầm anh nói với em một lời, anh có biết được ý yêu mình em. Cái này gọi là tim em bị loạn nhạc. Hết rồi, anh. Dạ. Yêu em nghe anh từ trong đáy tim em. Rồi, yên tâm, anh sẽ giữ trọn trong tim. Yêu em xin anh cho em tình yêu đừng cho dối gian. Xin hãy nói với em rằng tình ta hôm nay ngàn sao không phai. Dù bão xuân qua còn tươi mãi. Xin anh luôn yêu em như em hằng luyến mến anh. Xin hãy hứa với em rằng tình ta hôm nay ngàn sao không phai. Và mong sao cho lời anh nói hòa nhịp thao trái tim của nhau. Hay không các đồng chí ở thủ trưởng? Quá hay. Cháu là người nữ yêu thương của mình, có cái nghề cao quý, nghề tốt đẹp. Em là cô giáo anh thương, dạy trò chữ nghĩa trong đường lớn khôn. Trồng cây làm đẹp nước non, trồng người làm đẹp tâm hồn nhân gian. Người em cao quý trong ngàn, quý em quý cả ngành nghề em theo. Trời ơi, con hay hai quá đứa rồi nói lời. Bây giờ nè, hai đứa đứng nhìn mặt nói lời yêu thương đi, được tôi bấm nút luôn. Anh có cảm thấy là trái tim đang bị loạn nhịp không? Anh rất là bình tĩnh và tự tin. Trái tim này loạn anh nhịp. Nhìn em nè. Loạn nhịp nhưng anh mà nhìn em nè. Anh thấy thì cái tâm hồn của anh với tâm hồn của em rất là đồng cảm. Thì anh cũng mong em cho anh một cái nợ để hai đứa tìm hiểu nhau, cùng đi đến một mục tiêu lý tưởng, cùng chung một chiếc xe và không cho tên nào đánh cướp. Với phương châm tôi tưởng anh là gì? Khi đến với chương trình, anh xem em là tất cả. Khi biết em rồi, anh làm tất cả để yêu em. Rồi, ôi hay quá. Em gái, em gái, rồi. Em gái nói. Và mộng sâu cho lời anh nói, hòa nhịp theo trái tim của anh. Em hy vọng là những lời anh nói sẽ đúng với lại những gì nữa ngày hôm nay. Hay quá. Hung nụ huyên đầu tiên. Rồi, bấm nút. Bấm luôn.
Chúc mừng. Đây là cặp đôi đầu tiên sau 7 năm bạn quen hò mà ông Mai bà mối là người bấm nút. I'm happy today. Tuyệt vời. Em thấy người đàn ông này có xứng đáng là một nửa mảnh ghép của em hay không? Dạ, chắc chắn là xứng đáng ạ. Đối tiếp với bạn em nói là ai vô em, giờ em sẽ nói tiếng Hàn Quốc. Saga Hanita. Anh yêu em. Saga. Ôm nhau luôn coi. Trời ơi. Trời ơi. À, con cũng xin chào bác trai. Thì bác trai thấy là nếu mà tụi con cưới nhau sớm thì bác trai có vui, có đồng ý không ạ? Nếu mà con mình đã chọn được vậy là mẹ nó với ba nó đều mừng dữ lắm. À, nếu được là tiến hành tốt thì nào mừng. Quá mừng. Dạ. Con cảm ơn bác rất nhiều. Thôi mà thôi giờ xin hỏi thiệt, cháu Thảo là quê quán ở đâu à? Dạ con chào bác, thì con cũng đến từ là quê hương Bến Tre Đồng Khởi ạ. À. Trời ơi. Là một điều rất là tuyệt vời về quê hương và rất là gần gũi để con tiện để chăm sóc mọi người thân trong gia đình. Nè, anh thông báo với em. Dạ. Cô giáo đây cũng là một đảng viên. Dạ. Phải không em? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, đây là một chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng đến đó xem phim để yêu nhau và để chuẩn bị lễ đính hôn ha. Lúc sinh nhật bạn gái cũ em là em mua đèn cầy xếp hình trái tim, gảy bông hồng trên trong đèn cầy chị. Rồi xong tắt đèn, đốt đèn cầy đó lên thành trái tim. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ, chào anh Diện Linh và chị Hồng Vân và khán giả xem chương trình và khán giả khán đài. Em tên là Nguyễn Văn Mèo 7, năm nay em 30 tuổi, hiện là em là nhân viên thi công công trình. Quê em ở Long An, hiện tại em làm việc ở Vĩnh Long. Em thi công công trình là em làm gì Bảy? Là em bơm bê tông cho người ta anh. À, Bảy, bơm bê tông, 30 tuổi. Rồi, mình giới thiệu về bên mình đi. Dạ, em tên là Huỳnh Thị Phương Trang, em 27 tuổi. Em đến từ Long An ạ. Em hiện đang làm nhân viên văn phòng ở Long An luôn ạ. Như vậy là cùng quê với bên nhà trai. Trang, Trang làm ở huyện nào Trang? Dạ, em ở huyện Cần Giuộc ạ. Dạ. Là sát bên thành phố Hồ Chí Minh. Em dạ. Ở huyện nào? Dạ, em ở huyện Vĩnh Hưng ạ. Vĩnh Hưng là gần biên dạ. Giới, dạ, gần Campuchia giới. Dạ. À. Cũng có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Cũng Long An nhưng mà nó không gần lắm. Rồi, bây giờ thì em cho đàn gái biết một chút ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Bảy. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Dạ, biết nấu ăn. Bảy nấu món gì Bảy? Dạ, biết nấu canh, kho cá rồi anh. Bảy có gì gọi là ưu điểm gì vượt trội không? Dạ, ưu điểm vượt trội em là có hàm răng đẹp đều. Hả? Hàm răng đẹp. Hàm răng đẹp đều. Đẹp đều ha, trắng sáng luôn. Khuyết điểm của Bảy là gì? Dạ, khuyết điểm của em là ít nói với gặp bạn nữ kia là hay mong không được. Là nhút nhát trước bạn gái đối nhút diện. Nhút nhát trước bạn gái? Dạ. Nhút nhát, vậy có mấy bạn gái rồi? Dạ, em có hai mối tình à. Mối dài nhất là nhiêu? Dạ, liệu hai mối tình thì được 5 rưỡi hết anh. 5 rưỡi đều hết vậy đó hả? Dạ. Đều như hàm răng vậy đó hả? Rồi sao chia tay? Dạ, xa anh, xa một cách lộng anh. Xa là xa cỡ nào? Dạ, em ở Long An mà bạn nữ kia một người ở Trà Vinh với một người ở Vĩnh Long. Trời đất ơi, tưởng đâu xa lắm, sát bên. Ôi, rồi bây giờ là cũng xa nữa rồi sao, có giờ được cái không? Trung tỉnh. Rồi còn mình bên đây sao cưng? Dạ em là một người vui vẻ, hài đồng và không giận lâu. Cái tánh nó tốt á. Rồi sao nữa nè? Không, nó ăn không tốt cho lắm. Bên đây kho cá nấu canh đường yên tâm. Bên đó là bãi biết rồi. Em cái điểm yếu của mình là điểm dạ, gì? Dạ điểm yếu của em là em tính hơi nóng và lại suy nghĩ nó chưa có thấu đáo, cho nên đôi khi em có những cái quyết định nó hơi có gọi là vội nóng vàng, vội. Dạ. Vội vàng đúng không? Dạ. Khi mà em đối thì em hay cáu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3-4 mối tình nhưng mà chỉ là tìm hiểu mà nên không hợp, cảm thấy là không hợp với nhau á, cho nên là thôi không đi tới nữa. Có nghĩa là không có gì sâu đậm hết à? Dạ đúng rồi chị, có mối cao nhất là khoảng 6-7 tháng thôi. 6-7 tháng rồi sau đó chia tay. Dạ. Lý do tại sao không hợp? Không hợp là tại vì em muốn một bạn có thể hiểu được tính em, tại vì tính em cũng còn hơi trẻ con á, cho nên là có thể chịu được. Về một vấn đề đi, em thấy cái áo đó đẹp nhưng mà cái bạn đó lại thấy là không đẹp. Không đẹp. Dạ. Rồi là giận nhau đó. Rồi bây giờ bạn gái cho tôi biết được bạn muốn tìm một nửa yêu thương thế nào. Dạ em muốn một bạn cao khoảng 1m65 trở lên. Trời hơn luôn. Tròn tròn dễ thương tí. Tròn tròn. Có thích những người lãng mạn không?
lãng mạn nhưng mà trong giới hạn một miếng thôi chị. Tại vì lãng mạn quá thì tối ngày chỉ chăm lo lãng mạn thôi thì em không thích. Nếu mà ở miền Tây không, bạn như bên đây Long An cùng em thì được rồi. Dạ. Có cần khuôn mặt đẹp trai không? Không đẹp trai chứ cần vừa nhìn là được rồi chị. Ưa nhìn là được rồi phải không? Dạ. Để chị coi nha. Nhìn là ưa liền. Chào cưng. Dạ. Cha này cao rồi nha. Này hơi bộn à, em cao nhiêu cưng? 7. Dạ em cao 1m74. Thấy chưa? Nó cao hơn anh luôn đó em. Còn 7 sao? 7 muốn cái mẫu mẫu hình lý tưởng của em sao nè? Dạ mẫu hình lý tưởng của em là cao trên 1m55. Ừ. Khuôn mặt dễ nhìn, bạn gái không lăng nhăng là được. Thì người ta yêu mình sao ta lăng nhăng được? Khi nào ta hết yêu người ta mới lăng nhăng. Đó giờ con trai nghe lăng nhăng được, nghe gái lăng nhăng kỳ quá nha. 7, chị nói nghe nè, em có thuộc tiếp người lãng mạn không? Dạ có vậy. Đâu ví dụ cái lãng mạn nhất của em là như thế nào em kể chị nghe. Dạ lãng mạn nhất của em là lúc sinh nhật bạn gái cũ em là em mua đèn cầy, xếp hình trái tim, rải bông hồng trên trong đèn cầy á chị. Rải bông hồng ở chỗ đèn cầy á hả? Dạ. Rồi xong tắt đèn, đốt đèn cầy nó lên thành thành trái tim. Rồi cuối cùng em... sao? Bạn gái xúc động không? Hòa vỡ không? Dạ xúc động. Rồi sao chia tay vậy? Ra trường rồi chưa có sự nghiệp á. Với bên kia kêu cưới thì với em lên đây em đi làm nhiều ở chương trình với người đó. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, bây giờ sinh nhật của mình người ta tổ chức như vậy bộ em thích hả? Dạ nếu có thì vui thôi chị. Còn không có cũng được mà không có cũng không được phải không? Đúng không? Có nhưng mà tiết chế lại cũng được. Tiết chế lại cũng được. Dạ. Tại vì rất nhiều người phụ nữ mà thấy bạn trai của mình hay chồng của mình không lãng mạn là khó chịu. Tự nhiên em lại không thích cái đó, trong khi bạn này quá lãng mạn luôn. Theo bây giờ chị hỏi em câu nha. Dạ. Em có muốn giữ lại cái tính lãng mạn của bạn này không? Lãng mạn nhưng mà vừa phải thôi. Tại vì hồi nãy em nghe bạn nói là trải bông và đốt nến dài dài. Đúng rồi. Làm dạ. Tiệc sinh nhật đó có thích vậy không? Được giữ lại chị. Dạ. Trời ơi, đàn ông ta lãng mạn phải vui lên chứ. Đều đừng có lãng mạn quá thành lãng nhắc thôi. Đúng không? À, dạ. Bình thường ha. Dạ. Trai chịu rồi đó. Em có ghen không? Em ghen nhưng mà cũng tùy chuyện anh. Nãy sao em nói em thích người bạn trai phải tròn tròn? Cảm giác khi là kiểu che chở mà được bảo vệ chị. Tại vì em ơi, mấy người tròn không bảo vệ ai thôi em ơi. Tròn cỡ này được không? Dạ được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với chị bạn thân với em gái của em ạ. Con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và anh bên đây ạ. Tất cả mọi người. Con thấy sao con? Dạ con thấy anh bên đây cũng dễ thương, vui vẻ. Nhưng mà quyết định là do chị con tại chuyện lâu dài. Con khẳng định cái răng bên đây, răng của anh bên đây đẹp không? Dạ đẹp ạ. Cái răng, cái tóc là cái gốc con người ha. Con trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị của em với bạn em. Rồi cái đó là chị gì? Dạ chị dâu thứ năm. À rồi chào chị cho ý kiến thôi. Chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Chị thấy bé em đây thì nhìn cũng xinh cũng được. Thì nếu mà có duyên thì hai đứa cứ tìm hiểu tìm làm quen đi rồi coi làm sao rồi tính tiếp chứ. Bây giờ như tìm hiểu cũng nói qua nói lại cũng chưa được hiểu nhiều. Chị là chị dâu thứ mấy? Dạ thứ năm. Thứ năm rồi còn mấy chị dâu nữa? Dạ chị dâu thứ sáu. Rồi thứ mấy nữa? Dạ em dâu Út. Là... Anh thứ sáu. À có anh đi nữa. Năm sáu bảy Út là mấy? Thứ mấy? Út là thứ tám. Trời ơi dâu thứ tám luôn hả? Dâu năm sáu bảy tám luôn đó. Wow. Dễ sợ chưa? Rồi cả gia đình đi ủng hộ chú Bảy ha. Chú Bảy diễm phúc quá trời luôn á chú Bảy ơi. Mở rào đi. Bắt đầu đi bãi. Đó, đàn gái dễ thương lắm á bãi. Em cũng có một hoạt động. Dạ. Cảm ơn. Gì vậy Bảy ơi? Bảy, Bảy mở ra coi là cái gì? Là cái cà vạt. Em đeo thử cho Bảy đi, coi có hợp không? Em, hợp em không biết lắm. Chị cũng không biết thắt luôn á. Thấy chưa? Rồi ngồi đi Bảy. Dạ. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh cũng hiền. Dạ. Phù hợp với em cũng thích một người cao cao mà nước da ngâm ngâm như thế cho nên là dạ. Cười, được cười rồi, lớn dạ. Lên Bảy, cười lớn lên. Dạ. Anh cảm nhận về em thế nào xong rồi? Cảm nhận em thì em dễ thương cũng như mẫu hình lý tưởng của anh. Dạ.
Anh suy nghĩ cái quan niệm của anh về hôn nhân và tình yêu thế nào ạ? Về tình yêu là phải biết chung thủy. Rối rồi Phong, rung quá. Bên đàn gái tôi xinh xắn quá mà. Còn gì nữa bảy? Rung em không được. Rung quá đúng không? Chị nhìn bảy là chị biết bảy rối rồi đó. Nhìn là giống như bị tiếng sét ái tình á. Hẹn hò sao? À, cũng gần, tại vì em chạy xe đi xa cũng nhiều. Về miễn bạn gái nói về thăm là em chạy về liền. Em bây giờ này em thấy cô gái này em cảm nhận thế nào? Cảm nhận dễ thương. Thích không? Dạ thích. Thích liền luôn đúng không? Thích liền luôn. Thích liền luôn đó, thích liền là được rồi. Anh sinh năm mấy vậy anh? Dạ em sinh 90. Anh sinh năm 90 luôn chứ. Dạ. Thấy tội nghiệp không? Thấy cưng quá thiệt á. Hai đứa cưng lắm á. Trang ơi, dạ. Anh hứa là nếu chúng ta quen nhau á, anh sẽ chăm sóc cho Trang suốt cuộc đời. Suốt cuộc đời. Dạ em cảm ơn. Trời ơi, nghe nó đã sao đâu á, thiệt luôn. Bây giờ nè, phải bước tới nắm tay Trang nói y chang về mỗi người. Trang chịu không? Bước tới. Nói đi cho người ta tin, nắm tay. Nhìn thẳng vô mắt nói gì đó. Trang. Dạ. Em có nguyện anh làm, anh sẽ chăm sóc cho em cuộc đời không? Trước tiên thì em nghĩ là cho nhau cơ hội xong rồi mình tìm hiểu, nếu mà hợp thì mình sẽ đi sâu hơn. Hỏi Trang chịu không anh không? Dạ. Trang có thích anh không? Tại vì mới gặp mặt cho nên là em có thấy anh là một người thật thà, cho nên là cùng quê với em cũng nói được tốt ạ. Dạ. Tại... Rồi. Trở về ghế được rồi đó. Ráng nha bãi. Dạ. Sau 3 tiếng đếm, không biết cô kia bấm hay không. Thôi em bấm trước luôn nha. Bấm đi bãi, thích thì bãi bấm. Đúng rồi bãi ơi, không cần tiếng đếm luôn đó. Mình thích là mình bấm thôi. Trang. Rồi Trang sao nè. 1, 2, 3. Rồi bấm cái cạch rồi xong. Xong. Trang không bấm mà để tôi khóc liền luôn á. Cưng bãi quá trời luôn. Chụp liền, cái tay chụp liền chứ. Thấy chưa, có cảm giác gì nắm tay không bạn? Ấm hả? Dạ. Thấy thích không? Thích. Muốn nắm suốt cuộc đời không? Dạ muốn. Nói với người thân của gia đình Trang đi. Coi như hai bác coi ở truyền hình á, còn đây chỉ có một đứa em gái thôi. Nhìn thẳng vô máy nói chuyện thưa hai bác. Dạ bác, con xin hai bác là cho con nắm tay và em Trang đi hết cuộc đời này. Xin phép luôn, xin phép cho con hôn cái... Dạ, cho con xin phép hôn Trang.